Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm có chuyến khảo sát thực tế công viên Võ Văn Kiệt và làm việc với Ủy ban nhân dân xã Lạc Quế, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ngày 23 tháng 11 năm 1922, 23 tháng 11 năm 2022. Năm nay, Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn sẽ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Để buổi lễ diễn ra trang trọng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm yêu cầu xã Lạc Quế chỉnh trang, trang trí các công viên và tượng đài cố Thủ tướng. Ban tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp với các xã thị trấn tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên và nhân dân về những đóng góp của cố Thủ tướng trong việc phát triển kinh tế xã hội của vùng đất Tây Nam Tổ quốc. Các phong trào công trình chào mừng kỷ niệm ngày sinh cố Thủ tướng và 190 năm thành lập tỉnh An Giang phải hoàn thành vào đầu tháng 11 năm 2022. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là người có công rất lớn trong việc cho chủ trương thực hiện kênh T5 vào năm 1997. Đây là trục chính trong hệ thống các công trình thủy lợi thoát lũ ra biển Tây, hạn chế ngập lụt, đưa nước ngọt tưới tiêu, phù sa màu mỡ và rửa phèn khai mở vùng tứ giác Long Xuyên, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng lúa, làm thay đổi, khởi sắc bộ mặt nông thôn trong vùng. Sau ngày Thủ tướng mất, tỉnh An Giang đã xây dựng tượng đài và công viên văn hóa mang tên Võ Văn Kiệt nhằm tri ân và biết ơn đối với công lao to lớn của cố Thủ tướng, hết lòng chăm lo đến đời sống ấm no hạnh phúc của nhân dân.